Nguyễn Giang Đông, bố vợ Nguyễn Văn Quyết, con gái kiếm tiền giỏi, con sẽ liên tục nhận giải quả cầu vàng. Trong làng bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Giang Đông là cái tên khá quen thuộc với vai trò chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn từ năm 2013 đến 2017. Từ năm 2018, ông Đông nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình, nhưng đến tháng 5 năm 2021, ông quay lại làm việc với vị trí giám đốc đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Theo đó, ông Nguyễn Giang Đông từng đảm nhiệm vai trò chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, sau đó là câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn FC. Từ ngày đầu thành lập, ông Đông thẳng thắn chia sẻ đã kiếm được khoảng 35 tỷ đồng, đủ sức đưa câu lạc bộ Hà Nội chơi giải hạng nhất, tốn khoảng 15 đến 17 tỷ đồng một mùa. Câu lạc bộ Hà Nội có vốn ban đầu 25 tỷ đồng, trong đó ông Đông góp 7,5 tỷ đồng, tương đương 30%. Một cổ đông lớn khác của câu lạc bộ là Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc tế với tỷ lệ 20%. Đây là một công ty trong hệ thống tập đoàn TNT của Bầu Hiển và Bầu Đông cùng Bầu Hiển là bạn thân từ thuở Hàng Vi. Năm 2015, con gái lớn của ông Đông là Huyền My kết hôn với tuyển thủ Văn Quyết. Với mối quan hệ bố vợ con rể, ông Đông từng muốn đưa Văn Quyết từ Hà Nội TNT của Bầu Hiển về với câu lạc bộ Hà Nội do mình quản lý. Tuy nhiên, thương vụ này đã không thành công do Bầu Hiển không muốn bán đi chân sút hàng đầu của đội bóng. Dưới bàn tay của ông Đông, câu lạc bộ Hà Nội giành chức vô địch giải hạng nhất vào mùa giải 2015 và được lên chơi V-League mùa giải 2016. Cũng trong năm này, đội bóng của ông Đông gây xôn xao khi quyết định chuyển hộ khẩu rời thủ đô để vào đóng quân tại thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ công ty chủ quản cũng được tăng gấp 4 lần, từ 25 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng và đội bóng được đổi tên từ câu lạc bộ Hà Nội thành câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn, lấy sân vận động Thống Nhất làm sân nhà. Câu lạc bộ Sài Gòn chính là trường hợp đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng. Tất cả công dân Việt Nam, Việt kiều hay người nước ngoài yêu mến tin tưởng câu lạc bộ đều có thể mua cổ đông của chúng tôi và trở thành người cùng sở hữu đội bóng, ông Nguyễn Giang Đông từng chia sẻ. Ông Đông còn vạch ra kế hoạch rất rõ ràng cho câu lạc bộ Sài Gòn. Ông khẳng định đội bóng sẽ phát triển như một doanh nghiệp thực thụ, trong đó 2 đến 3 năm đầu có thể chưa có lãi, nhưng kể từ sau đó sẽ đem về lợi nhuận chi cho cổ đông. Đích thân ông Đông cũng phải chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống cùng toàn bộ đội ngũ văn phòng, hành chính, lái xe. Kết quả, câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn đạt thành tích khá tốt khi đứng thứ 7 trong mùa giải 2016 và sang mùa 2017 vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sau 2 năm xa gia đình, ông Đông đã cảm thấy nhớ nhà. Tháng 12 năm 2017, trong dịp sinh nhật lần thứ 59, ông đã chính thức tuyên bố rời ghế chủ tịch câu lạc bộ để quay về thủ đô Hà Nội với gia đình. 2 năm qua, tôi theo đội bóng vào thành phố Hồ Chí Minh để bà xã một mình thui thủi ở Hà Nội. Hai vợ chồng già sống hai nơi, đôi lúc nhìn tình cảnh mà vừa thương vợ vừa thương cho thân mình. Già rồi còn gần nhau được bao lâu? Vì vậy, tôi sẽ xin rút khỏi vị trí chủ tịch Sài Gòn FC rồi quay về Hà Nội để vợ chồng con cái đoàn tụ bên nhau, ông Đông đã chia sẻ. Gia đình ông Đông hiện đang sở hữu một công ty thương mại với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán ô tô, xe máy, kinh doanh phụ tùng và buôn bán thực phẩm, đồ uống. Bố vợ của hai cầu thủ nổi tiếng Việt Nam là ông Nguyễn Giang Đông, một đại gia ở Hà Nội. Ông Giang Đông là đại gia kinh doanh ô tô, xe máy, kinh doanh phụ tùng lâu năm ở Hà Nội. Do đó, bố vợ của Duy Mạnh và Văn Quyết thuộc diện giàu có ở thủ đô. Hiện tại, ông Giang Đông đã nghỉ làm ở câu lạc bộ Sài Gòn vì lớn tuổi, vì đại gia này muốn dành thời gian cho gia đình và cháu ngoại, con trai của Văn Quyết, hai ái nữ xinh đẹp và kiếm tiền giỏi. Nếu như ông Đông nổi tiếng trong lĩnh vực bóng đá, thì hai ái nữ lại được biết đến nhiều hơn trên mạng xã hội. Đó chính là cặp chị em vừa xinh đẹp vừa giỏi giang là Nguyễn Huyền My và Nguyễn Quỳnh Anh. Được biết, hai chị em Quỳnh Anh, Huyền My hiện đang cùng sở hữu một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm nằm ở mặt tiền một con phố sầm uất tại Hà Nội. Đích thân hai ái nữ cũng thỉnh thoảng livestream chốt đơn hoặc chia sẻ với mọi người về cuộc sống, công việc hàng ngày. Không dừng lại ở đó, cặp chị em nổi tiếng này còn là những tay chơi đồ hiệu có tiếng. Bộ sưu tập túi của Huyền My và Quỳnh Anh đều đến từ thương hiệu đình đám và đắt đỏ như Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Dior. Hai con rể là tuyển thủ đội tuyển quốc gia. Một chi tiết thú vị về gia đình cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn từng khiến dân tình thích thú là hai cô con gái cùng yêu và lấy hai cầu thủ đội tuyển quốc gia. Huyền My kết hôn với Nguyễn Văn Quyết vào năm 2015, còn Quỳnh Anh và Đỗ Duy Mạnh về chung một nhà bằng đám cưới hoành tráng hồi đầu năm 2020. Nguyễn Văn Quyết nhiều lần giữ băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu trong khu vực và quốc tế. Tháng 1 năm 2021, anh được trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2020. Ở cấp câu lạc bộ, Văn Quyết là đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội và cùng đồng đội vô địch V-League trong nhiều năm. Tại gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022 diễn ra tối 25 tháng 2 ở nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, đã xác định danh hiệu được quan tâm nhất cho đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội Văn Quyết. Tiến Linh giành quả bóng vàng, chủ nhân quả bóng vàng 2021 Nguyễn Hoàng Đức nhận danh hiệu quả bóng đồng năm 2022. Đỗ Duy Mạnh là cái tên bùng nổ trên mạng xã hội từ sau hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại Thường Châu, Trung Quốc năm 2018. Từ đó đến nay, cầu thủ tiếp tục duy trì phong độ luôn có mặt trong đội hình cứng của đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội. Hai cháu ngoại kháu khỉnh, cả Huyền My và Quỳnh Anh đều sinh con trai đầu lòng sau khi kết hôn không lâu. Con trai Văn Quyết là Nguyễn Văn Quân, tên ở nhà là Sóc, và con trai Duy Mạnh là Đỗ Duy Minh, tên ở nhà là Ú. Dù con nhỏ nhưng với xuất thân không phải dạng vừa, cả hai cháu ngoại của cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn đều có một lượng fan nhất định trên mạng xã hội. Hai cậu bé thường khiến dân tình thả tim không ngớt vì vẻ ngoài hoạt bát đáng yêu.
Tối 6 tháng 5 năm 2022, trong trận mở màn của U23 Việt Nam tại SEA Games, Sóc cũng chính là cậu bé mang quả bóng đầu tiên của trận đấu ra trao cho trọng tài. Khoảnh khắc đặc biệt này nhận về rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.